Xin chào quý bạn và các vị. Hôm nay mình xin tiếp tục gửi tới mọi người tập 33 của bộ truyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán. Các bạn đừng quên bấm like và chia sẻ giúp mình. Đặc biệt đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Mình xin chân thành cảm ơn. Trong lòng càng nghĩ càng giận, thậm chí bệ hạ quay đầu lại nhìn về phía người đang đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, muốn xem thử người này có lời gì để nói. Lại thấy hắn chẳng biết đã mở mắt ra từ lúc nào. Dương sư, lão tổ đã không kiên trì nổi, nếu mà không cứu, lại không kịp nữa. Thậm chí bệ hạ cố gắng nén lửa giận muốn bạo phát, cắn răng nói. Vậy điều chế nước thuốc trước. Trương Nguyên mở miệng, chỉ liếc mắt thoáng nhìn, hắn cũng đã biết, nếu không nghĩ biện pháp nữa, vị thẩm hồng trước mắt này sẽ không qua nổi 10 phút nữa. Bởi vì vậy, hắn cũng chỉ có thể điều chế ra nước thuốc trước, hy vọng thứ này có tác dụng. Điều chế nước thuốc. Không nghe được lời này còn tốt. Vừa nghe được lời này, thậm chí bệ hạ lại không kiềm chế được lửa giận nữa. Dương sư, sinh mạng của lão tổ nguy hiểm sớm tối, không phải là chỗ cho ngươi thử nghiệm nước thuốc độc sư. À, Trương Nguyên nhìn qua. Vậy ý của ngươi là... Nếu như Dương sư có biện pháp khác, vẫn mong ra tay, có thể cứu chữa lão tổ, Thiên Huyền Vương quốc ta nguyện ý kính dâng bất kỳ vật gì. Thẩm truy bệ hạ nói. Ta không phải đang cứu chữa sao? Chờ một lát điều chế được nước thuốc, ta lại cho lão tổ nhà cực ngươi dùng. Chờ hắn khôi phục một chút thể lực, lại nghĩ biện pháp hỗ trợ giải quyết. Không để ý tới đối phương có tức giận hay không, Trung Huyền hờ hững đáp lại một câu. Nghe hắn nói như thế, thẩm truy bệ hạ thiếu chút nữa thì phun một búng máu ra ngoài. Ngươi rốt cuộc có nghe ta nói hay không? Ý của ta rất là đơn giản. Ngươi lại không có bản lĩnh của độc sư, cũng đừng điều chế độc dược gì cả. Tận dụng thời gian mà nghĩ biện pháp cứu người mới là vương đạo. Kết quả còn mẹ nó, quá là không hiểu nổi. Thật ra hắn không biết, Trương Huyền hiện tại cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Lúc này, thảm hồng không động thủ cũng sẽ chết bất cứ lúc nào. Lại động thủ một cái, không chết cũng là phải chết. Biện pháp duy nhất chính là điều chế xong nước thuốc, khiến cho hắn khôi phục một ít thể lực đánh quyền, để cho đồ thư quán phát ra sách. Bằng không, thật sự không có phương pháp thứ hai. Ba vị danh sư thấy người này đến bây giờ vẫn còn kiên trì muốn điều chế thuốc, mỗi một người đều phẫn nộ. Thẩm truy bệ hạ, để cho Dương sư điều chế thuốc đi. Đè nén cảm giác không hài lòng, Lưu Lăng vung văng cánh tay. Nếu không phải vì kiêng kỵ thực lực của đối phương có khả năng mạnh hơn hắn, khẳng định hắn đã sớm động thủ. Ngay cả độc sư là cái gì mà cũng không biết lại muốn điều chế thuốc sao? Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng cái nghề nghiệp độc sư này là trò đùa sao? Con mẹ nó, quả là không biết trời cao đất rộng mà. Thật không ngờ biến thành danh sư như thế nào. Hoặc căn bản cũng không phải là danh sư. Trước đó hắn giúp Trang Hiền đột phá cũng có thể là gặp may mắn. Nhìn ra được đối phương không vui, chỉ có điều Trương Huyền lại lười để ý tới. Ngươi cũng sắp đã phải chết, hắn không có thời gian dây dưa. Hắn đi vài bước đến trước đống chất độc, bàn tay lật một cái, cầm một loại chất độc trong đó ở trong lòng bàn tay, bỏ vào cái lọ cách đó không xa. Quả thực là làm càn. Tuy rằng không phải độc sư, nhưng Lưu Lăng cũng đã nhìn thấy qua bọn họ điều phối chất độc, biết một ít quy trình và thủ đoạn. Những độc vật này, đừng nói một giọt, cho dù là 1/10, 1% bị người ta dùng sai, đều sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử, vô cùng là khủng khiếp. Chính vì vậy, điều phối chất độc cần phải có dụng cụ đặc biệt, chính xác đến từng phần, từng mili một, không thể có sai biệt một chút nào. Ngươi, ngay cả dụng cụ gì cũng không có, cầm bình ngọc liền đổ ra, cũng còn mẹ nó quá là tùy ý đi. Ngươi biết mình lần này đổ ra bao nhiêu nọc độc sao? Biết tỷ lệ giữa những nọc độc này sao? Nọc độc sai một phần nhỏ cũng sẽ khiến cho người ta tử vong. Độc sư chính thức mỗi lần điều phối cũng đều cẩn thận vô cùng, rất sợ xuất hiện một chút sai lầm nào. Ngươi thì hay rồi, nhắm mắt mà đảo loạn. Con bà nó, cái loại thái độ này đi học độc sư, sợ rằng còn chưa có thành công, đã giết chết mình trước. Cái này gọi là học tập sao? Tùy tiện tìm một thợ thủ công cũng muốn tiêu chuẩn hơn nhiều. Độc sư điều chế thuốc, mỗi lần dung hợp hai loại đều chần chờ phản ứng một hồi mới thả loại phản ứng thứ ba vào. Giống như luyện đan sư luyện đan, thời gian nào thả loại thuốc nào là có thứ tự nhất định. Nếu một chút cũng không được, tiếng tay mà đảo loạn. Trịnh Phi tức giận, chòm râu cũng sắp thổi bay lên.
không nghĩ tới cứu người, còn muốn điều chế nước thuốc chúng ta nhịn. Nhưng giữa các chất độc đặc biệt kỳ diệu cần phản ứng trung hòa với cùng các biến hóa khác, cần phải có trình tự và thời gian nhất định. Ngươi thì hay rồi, giống như là rót rượu, tùy tiện cầm lấy bình ngọc mà đổ ra. Những thứ như vậy kết hợp với nhau không có bố cục gì, đừng nói uống vào, sợ rằng dính vào một giọt cũng sẽ chết tại chỗ. Không để ý tới hai vị danh sư bàn luận, động tác của Trương Huyền rất là nhanh. Không nhìn thấy người đang nhanh chết rồi sao? Nếu làm theo như lời bọn họ nói, lại đi tìm dụng cụ, lại chờ đợi phản ứng, còn cứu cái rắm mà. Chờ đợi điều chế được thuốc rồi, người khẳng định cũng đã ngỏm củ tỏi con mẹ nó rồi. Đương nhiên, hắn làm như vậy cũng không phải là đảo loạn trong mắt đối phương. Sách trong đồ thư quán được hình thành trong đầu, dựa theo nọc độc trong bình ngọc đổ ra, nội dung không ngừng biến hóa, trong đó ghi chép khuyết điểm đã nói rõ khẳng định chính xác. Chừng 10 lần hít thở, 10 loại nọc độc đã hoàn toàn dung hợp với nhau. Vừa tiếp xúc với bình ngọc, nội dung quyển sách biến thành trạng thái mới nhất. Nước thuốc thập toàn do Trương Huyền điều chế, sau khi dùng có thể khiến cho con người hồi quang phản chiếu trong một thời gian trong một nén hương. Tinh khí thần đạt được trình độ khỏe mạnh. Có 12 khuyết điểm. 1. Tu vi toàn thân không có cách nào thi triển. 2. Thời gian khiến người ta khôi phục quá ngắn, vân vân. Trên sách ghi chú kỹ càng và tỉ mỉ tên gọi và tác dụng của nước độc vừa điều chế ra. Thành công. Ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên. Tuy có thiên đạo đồ thư quán thường xuyên quan sát trạng thái dung hợp của nước độc, nhưng nếu như không đọc được hơn 1.000 quyển sách, biết thuộc tính cụ thể của nước độc, khẳng định cũng không biết điều chế và phản ứng như thế nào. Sợ loạn tìm cách điều phối, đừng nói mười mấy hít thở, cho dù trong thêm nửa tháng cũng không làm được. Nước thuốc điều chế phối thành công, Trương Nguyên thở phào nhẹ nhõm. À, được rồi. Cầm bình ngọc lên, hắn nhìn về phía mọi người. Thành công. Khóe miệng mọi người giật giật một cái, đảo lung tung một hồi, lại thành công. Có khi là ngươi tự nhận thành công đi nha. Nhanh, đưa cho hắn uống cạn. Không để ý tới ánh mắt quái dị của mọi người, Trương Huyền chuyển qua cho Thẩm Truy bệ hạ. Uống cạn? Thẩm Truy bệ hạ lắc đầu. Nước thuốc này còn chưa có xác định là có độc hay không. Không còn thời gian, cho hắn dùng đi. Nếu không thật sự là sẽ chết đấy. Biết cho dù mà mình giải thích, đối phương cũng không tin, Trương Huyền nhướng mày. Nhưng vẻ mặt Thẩm Truy bệ hạ do dự. Thế nào, ngươi không tin nước thuốc này là có thể khiến cho hắn khôi phục thể lực sao? Trương Huyền không giận tự uy. Ngụy Trang làm danh sư nhiều ngày, trên người hắn đã có loại khí thế uy nghiêm cao cao tại thượng này. Thẩm Truy bệ hạ không biết trả lời như thế nào. Không phải là hắn không tin, mà là căn bản không tin tưởng. 10 loại kịch độc, ta tận mắt nhìn thấy được ngươi điều phối lung tung, còn bảo ta tin tưởng, đùa cái mẹ gì vậy? Lại nói, loại độc dược này chưa được kiểm tra đo lường, để cho lão tổ uống, đây không phải là ngại hắn chết chậm hay sao? Nếu không tin cũng được, đã cho ngươi cơ hội, lựa chọn thế nào là chuyện của ngươi. Thấy hắn bất động, Trương Huyền lại không nói nhiều, tiện tay để nước thuốc điều phối lên trên bàn, thần thắc rất là thản nhiên. Chỉ có điều ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nếu không nghĩ ra được biện pháp khác, lão tổ gia các ngươi ngay cả 3 phút cũng không kiên trì nổi. Sử dụng 3 phút sinh mạng để đổi lấy một cơ hội có khả năng kéo dài tuổi thọ. Lựa chọn thế nào lại tùy vào ngươi. Điều này... Sắc mặt Thẩm Truy bệ hạ lúc đỏ lúc trắng, siết chặt nắm đấm. Đối với loại nước thuốc do Dương Sư điều chế ra, hắn ngay cả một phần vạn lòng tin cũng không có. Nhưng giống như lời đối phương nói, nếu như không nghĩ ra được biện pháp khác, vậy lão tổ này sợ rằng ngay cả 3 phút cũng sống không nổi. Dù sao cũng là sắp chết, còn không bằng thử một lần. Bất kể nói thế nào, vị Dương Sư này cũng thành công trị cho thê tử của Lăng Thiên Vũ và đám người Đỗ Mặc Hiên. Cho dù hành động của hắn trong nửa ngày qua vô cùng không đáng tin cậy, có phần khiến người ta giống như là hòa thượng sờ không thấy tóc, cũng là hy vọng cuối cùng và duy nhất. Qua 10 lần hít thở, hắn cắn răng một cái. Được, vậy ta thử xem. Chỉ có thể xem ngựa chết thành ngựa sống. Lúc này, quả thật là không còn biện pháp gì tốt. Đưa ra quyết định, Thẩm Truy bệ hạ cắn răng một cái, cầm bình ngọc trên bàn, đi vài bước lên đến trước mặt lão tổ. Lão tổ, đắc tội rồi.
Hắn lấy thìa cạy miệng ra, đổ nước thuốc xuống. Ô ô ô ô. Tuy rằng Thẩm Hồng lão tổ đều sẽ chết bất cứ lúc nào, nhưng trên thực tế còn có chút ý thức. Cảm nhận được nước thuốc bị cương rắn rót vào, hắn thiếu chút nữa khóc ròng. Chuyện lúc trước, hắn cơ bản đều nhìn thấy ở trong mắt. Hắn biết hành động của vị dương sư tìm tới cuối cùng này, trong lòng đầy uất nghẹn. Hắn đường đường là lão tổ của Thiên Huyền Vương quốc, cường giả siêu cấp, địa vị so với Tôn Kính còn hơn cả quốc vương bệ hạ. Nước độc còn chưa có trải qua kiểm nghiệm lại lấy tới để cho hắn làm thú thử thuốc. Hơn nữa còn là thử nghiệm loại độc dược có khi có sai lầm, lại chết ngay lập tức. Mạng của ta thế nào lại khổ như vậy? Muốn sống yên ổn cũng không dễ dàng, muốn chết yên ổn cũng không xong. Rất nhanh, nước thuốc trong mình ngọc đã được Thẩm Truy Bệ Hạ cứng rắn rót đến trong miệng Thẩm Hồng lão tổ. Chỉ thấy Thẩm Hồng chớp mắt, thân thể dãy giụa vài cái, lại không có động tĩnh gì nữa. Lão tổ! Sắc mặt Thẩm Truy Bệ Hạ nhất thời trắng bệch, lùi về phía sau mấy bước, thất thanh khóc trống lên. Thất bại sao? Không chỉ là lão tổ là nền tảng của Thiên Huyền Vương quốc, quan trọng hơn chính là ân tình và quan hệ máu mủ chém không đứt với hắn. Gọi Thẩm Hồng là lão tổ, thật ra chính là quốc vương bệ hạ hai đời trước, là gia gia ruột thịt của hắn. Gia gia ruột thịt lúc này tự nhiên chết ở trước mặt của hắn, hơn nữa còn là bị hắn cứng rắn rót thuốc mới chết. Trong lòng hắn khổ sở như thế nào, có thể tưởng tượng ra được. Nếu nước thuốc dễ dàng điều chế như vậy, độc sư cũng lại không đáng giá rồi. Lưu Lăng lắc đầu, nhìn về phía Trương Huyền đứng cách đó không xa. Dương sư, tuy rằng không sử dụng thuốc, Thẩm Hồng cũng sẽ chết. Nhưng hắn thật sự chết dưới nước thuốc của ngươi, chắc hẳn là xem như người giết người. Giết người? Không sai, nước thuốc là do ngươi điều chế ra, cũng theo lệnh của ngươi nói, rót hết vào. Hiện tại người đã chết, không phải trách nhiệm của ngươi, thì là trách nhiệm của ai? Ánh mắt Lưu Lăng sáng ngời nhìn qua. Dương sư, ngươi không phải rất có lòng tin về nước thuốc sao? Thẩm Truy Bệ Hạ cũng nhìn qua, ánh mắt mang theo sự chất vấn. Ta nghe lời của ngươi nói, mới rót hết cho lão tổ uống, lúc này thì hay rồi, vừa rót hết người liền chết, cái con mẹ nhà nó. Trách nhiệm của ta? Không sai, Thẩm Hồng là nền tảng của Thiên Huyền Vương quốc, hiện tại chết ở dưới nước thuốc của ngươi, không bằng ngươi lại thay thế hắn trấn thủ ở đây đi. Xem như là bồi thường cho bọn họ đi. Lưu Lăng nói. Thật ra hắn cũng biết, không rót nước thuốc, Thẩm Hồng cũng chắc chắn phải chết. Hắn cố ý nói như vậy, mục đích chính là vì điều này. Thẩm Hồng có tác dụng rất là lớn đối với trấn thủ vương quốc, khiến cho rất nhiều thế lực không dám rục rịch. Nếu như hắn đã chết, chỉ cần vị dương sư này đáp ứng lưu lại, hiệu quả khẳng định càng mạnh hơn so với hắn còn sống. Thậm chí Thiên Huyền Vương quốc còn có thể nhảy lên một cái, thăng cấp trở thành vương quốc nhị đẳng hoặc là nhất đẳng. Trấn thủ ở nơi này? Trương Huyền lắc lắc đầu. Không có khả năng nha. Hắn dự định cho Thẩm Truy Bệ Hạ tìm tới bí tịch thông huyền cảnh sẽ lại rời đi. Canh giữ ở chỗ này sao? Đùa cái mẹ gì vậy? Không có khả năng. Lẽ nào Dương Sư ra tay không những không có cứu sống Thẩm Hồng, trái lại lại làm chết hắn, lại không có một chút hối hận và xấu hổ hay sao? Lông mày Lưu Lăng lâng lên. Hại chết, ngươi suy nghĩ quá nhiều, ta còn tưởng là chuyện gì lớn. Trương Huyền mỉm cười. Yên tâm đi, có ta ở đây, muốn chết á, làm gì có dễ dàng như vậy được. Nói xong, hắn bước hai bước đi tới phía trước Thẩm Hồng lão tổ đang nằm, giơ bàn tay lên, một bạt tai đánh tới. Bốp! Âm thanh rất là vang dội. Ngay sau đó, tiếng ho khan vang lên lần nữa. Chỉ thấy Thẩm Hồng đã không còn nhúc nhích, lại phun ra một ngụm nước thuốc, chậm rãi mở mắt. Điều này... Tất cả mấy người đều choáng váng. Đám người Lưu Lăng, Trịnh Phi vốn còn muốn nói chuyện, mắt mỗi người giống như là sắp rơi trên mặt đất, rất sợ là mình nhìn lầm. Lão tổ, ngài... Vẻ mặt Thẩm Truy Bệ Hạ nghi ngờ đi lên phía trước, chết sống không thể tin được. Ngươi, cái loại bất hiếu này, muốn làm ta sặc chết đây sao? Thẩm Hồng thổi râu mép lên, căn bản không có bất kỳ dáng vẻ suy yếu, chết bất cứ lúc nào như trước đó. Dương sư, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Thẩm Truy Bệ Hạ vội vàng nhìn qua.
rõ ràng nhìn thấy được lão tổ không nhúc nhích, thế nào đột nhiên lại tỉnh lại, lại còn có thể nói chuyện? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Không chỉ là hắn, ngay cả ba người Lưu Lăng, Trang Hiền và Trịnh Phi cũng cảm thấy nhận thức của mình sắp sụp đổ. Cái con mẹ nó, người chết sống lại, đây không phải là sự thật chứ? Thân thể Thảm Hồng suy yếu, đã sắp chết. Ta bảo ngươi cho hắn uống nước thuốc này, kết quả ngươi trực tiếp đổ vào trong. Nước thuốc sền sệt chặn ở khí quản, khiến cho hắn thoạt nhìn giống như người chết. Về phần vì sao tinh thần tỉnh táo, rất là đơn giản. Nước thuốc của ta điều chế thành công, đã có tác dụng. Thân sắc Trung Huyền thản nhiên, thoạt nhìn thì rất là kỳ quái, nói ra thật ra thì vô cùng đơn giản. Hắn điều chế nước thuốc thập toàn lại là thông qua đồ thư quán kiểm nghiệm, công hiệu tất nhiên là không có vấn đề. Thảm Hồng mặc dù sắp phải chết, sau khi dùng vẫn có hiệu quả, trong khoảng thời gian ngắn lại khôi phục lại tinh khí thần. Ban đầu thoáng cái liền có hiệu quả, kết quả Thẩm Truy bệ hạ đổ cả bình vào, nhiều nước thuốc như vậy chặn cả ở cổ họng, không trực tiếp sặc chết lại là quá tốt rồi. Chính là nhìn ra được điểm ấy, mới một cái tát quất tới, Trấn Khai nhét vào yết hầu của nước thuốc, khiến cho hắn lại tỉnh táo. Điều này... Nghe xong lời giải thích, Thẩm Truy bệ hạ và ba danh sư đều rất là bối rối. Điều chế đồ lung tung, không ngờ thật sự lại dùng được sao? Độc sư khác điều chế nước thuốc, chuẩn bị các loại dụng cụ, rất sợ xuất hiện bất kỳ sai lầm nhỏ nào. Người này thì lại hay rồi, hai tay tùy tiện đảo, tự nhiên cũng có thể thành công. Con mẹ nó, ông trời, ngươi đùa giỡn ta sao? Đương nhiên, cái này còn chưa làm cho bọn họ chấn động kinh ngạc. Mấu chốt nhất chính là một các trước dương sư này còn không biết loại nước thuốc này là gì, sao một các lại điều chế ra được? Chẳng lẽ lại thật sự giống như lời hắn nói, lập tức học tập? Nhắm mắt lại ở tại chỗ, đứng một hồi là gọi là học tập sao? Hơn nữa còn học được nghề nghiệp độc sư này. Bốn người dù thế nào cũng cảm thấy như mình đang nằm mơ. Cảm ơn ân cứu mạng của Dương Sư. Sự chấn động kinh ngạc của mọi người còn chưa có kết thúc, lại thấy Thẩm Hồng lão tổ dãy giụa từ trên giường bò xuống tới, ôm quyền. Nước thuốc thập toàn, bất kể cách tử thần gần tới mức nào, chỉ cần dùng là có thể hồi quang phản chiếu, giống như người bình thường sống thêm một khoảng thời gian. Mặc dù không có thực lực, xuống giường lại vô cùng là đơn giản. Không cần những lễ tiết này, ngươi bây giờ đánh một bộ quyền cho ta xem. Lời nói thừa với đối phương, Trương Nguyên khoát tay áo. Điều chế nước thuốc làm cho đối phương có thể hoạt động, mục đích chính là cái này. Nếu mà đã đứng dậy, lại làm nhanh một chút đi. Đánh quyền? Hiện tại thân thể ta suy yếu, một điểm chân khí cũng không lấy ra được, cho dù đánh cũng là vô dụng, vẫn không cần biểu xấu đi. Thẩm Hồng lắc lắc đầu. Trải qua sinh tử, ta cũng nghĩ thông suốt. Vương quốc có thể bảo vệ được thì bảo vệ, không bảo vệ nổi thì cũng là do số mệnh đã định, không cần thiết phải liều mạng mà cưỡng ép. Mặt Trương Nguyên đổ đầy mồ hôi. Ta muốn ngươi đánh quyền là muốn cho đồ thư quán hình thành sách, biết được ngươi rốt cuộc có vấn đề gì xảy ra. Ngươi tới nói thao thao bất tuyệt với ta làm cái mẹ gì? Còn nói giọng triết học, cái con bà nhà ngươi. Thẩm Hồng lão đệ từng trải sinh tử, có loại cảm ngộ này thật sự là không tệ. Tất cả phú quý cũng không có tác dụng, thực lực bản thân mới là quan trọng nhất. Quyền lợi của vương quốc tuy tốt, lại hạn chế sự phát triển của ngươi. Bằng không dựa vào thiên phú của ngươi, khẳng định sớm đã đột phá đạt được tông sư. Trương Huyền còn chưa kịp nói, Lưu Lăng ở bên cạnh lại thỏa mãn gật đầu, trong mắt đầy tán dương. Đúng vậy, đáng tiếc tả lĩnh ngộ muộn nha. Thẩm Hồng lão tổ thở dài một tiếng, lại nhìn về phía Trương Huyền. Tuy rằng như vậy, vẫn cảm ơn Dương Sư giúp đỡ, khiến cho ta khôi phục ý thức. Cho dù không có thực lực, ta cũng cảm thấy hết sức là cao hứng. Thẩm Hồng lão tổ đang muốn nói tiếp, liền thấy sắc mặt Dương Sư trước mặt tái xanh, rất là khó coi. Ngay sau đó một cái đánh đánh qua. Bốp! Vừa lúc đánh vào trên gáy. Bịch! Thẩm Hồng lão tổ nói phân nửa, trước mặt tối sầm, lập tức nằm thẳng cẳng dưới đất, ngất đi. Còn mẹ nó, bảo ngươi đánh quyền thì đánh đi, nói thừa thật sự là nhiều mà. Vô vô tay, Trung Huyền hừ tiếng. Hắn quay mặt lại, liền nhìn thấy Thẩm Truy bệ hạ và ba vị danh sư trợn tròn mặt hốc mồm nhìn qua. Thảo nào Trung Huyền tức giận, thời gian nước thuốc thập toàn có thể khiến cho người ta hồi quang phản chiếu có hạn,
chỉ có khoảng một nén hương. Người này không đánh quyền, không ngừng ở đây thao thao bất tuyệt, còn nói cảm ngộ nhân sinh cái gì đó, cảm ngộ cái em gái nhà người ấy. Không nhanh để cho thiên đạo đồ thư quán nhìn ra căn bệnh, sau một nén hương người sẽ chết, ngược lại là xong hết mọi chuyện. Còn ta không biết phải ở lại chỗ này thay ngươi bảo vệ Thiên Huyền Vương quốc hay sao? Lại nói thanh danh của ta làm sao bây giờ? Danh tiếng bị phá hủy, sau này còn làm sao vui vẻ lừa gạt tiền được nữa? Cho nên thấy đối phương không đánh quyền, hắn không thể tiếp tục kiềm chế được, một cái tát đánh cho hắn hôn mê. Dù sao hiện tại người này cũng đã dùng nước thuốc, hôn mê cũng sẽ không chết. Còn đối với Trương Huyền mà nói, đánh quyền và hôn mê sau đó cũng bắt mạch đều như nhau. Hắn đánh rất là thoải mái, thậm chí ba danh sư mỗi một người đều phát điên. Không phải vừa mới cứu cho hắn tỉnh lại sao? Đánh cho hôn mê làm cái mẹ gì? Chẳng lẽ thật sự có một loại phương pháp khiến người ta hôn mê mới có khả năng khám bệnh sao? Dương sư. Thậm chí bệ hạ đang muốn hỏi, chỉ thấy Dương sư trước mặt khoát khoát tay áo. Được, đừng có nói nhảm, thời gian không còn nhiều. Nói xong, hắn lười để ý tới mấy người đang trợn mắt há hốc mồm, ngồi xổm xuống bắt mạch cho Thảm Hồng. Trong đầu hắn chấn động, đồ thư quán cuối cùng xuất hiện ra một quyển sách, trên đó viết hai chữ Thảm Hồng. Hắn nhẹ nhàng mở ra. Thảm Hồng, gia gia của Thẩm Truy quốc vương bệ hạ Thiên Huyền Vương quốc, cường giả nửa bước tông sư. Phía trên ghi lại lịch sử cùng chỗ thiêu hụt trên thân thể của Thảm Hồng. Dương sư, lão tổ còn có thể cứu được không? Chuyện bắt mạch trước đó đang nghe Lăng Vũ Hiền nói qua, cũng không có ý kiến gì. Thấy hắn nhăn mày lại, thậm chí bệ hạ cũng không nhịn được đã đi tới. Ngay cả đám người lưu lăng, Trang Hiền cũng vô cùng khẩn trương. Vì Thảm Hồng này bê tuổi tác hạn chế, sinh mạng đi tới điểm cuối, bọn họ không có cách nào có thể điều trị, càng không có biện pháp giúp hắn đột phá. Bọn họ muốn nghe thử cách nhìn của vị dương sư này. Trước tiên cầu an tỉnh lại trước đã. Vung tay lên, Trương Huyền lại không khẩn trương và sốt ruột như trước nữa. Vâng. Thẩm Truy bệ hạ bấm ở nhân trung của lão tổ, đồng thời đưa chân khí vào trong cơ thể hắn. Thẩm Hồng đang hôn mê từ từ tỉnh dậy. Dương sư. Thẩm Hồng tỉnh lại, nhìn về phía Trương Huyền trước mắt, hình như còn muốn hỏi tại sao lại đánh hắn. Lời còn chưa có ra khỏi miệng, lời của người đối diện đã vang lên. Thẩm Hồng, hiện tại ta cho ngươi hai sự lựa chọn. Thứ nhất, đột phá tông sư, tiếp tục sống sót. Thứ hai, giống như vừa nãy ngươi cũng đã nói vậy, chết cũng không sao, ta cũng lại lười ra tay giúp cứu giúp. Trước tiên phải xác nhận đối phương có nguyện ý sống hay không. Không nguyện ý, người lợi hại hơn nữa cũng không có cách nào. Ta còn có thể sống sao? Có thể đột phá tông sư sao? Ban đầu hắn còn có ý kiến về chuyện Trương Huyền một tát đánh hắn hôn mê. Vừa nghe nói như thế, toàn thân Thẩm Hồng chấn động, sắc mặt kích động trở nên trắng bệch. Đột phá tông sư khó khăn tới mức nào hắn đều biết rõ ràng. Đến cuối cuộc đời hắn vẫn chưa từng thành công. Hiện tại hắn đã sắp chết, hoàn toàn không có chút tiềm lực nào có thể đào quét nữa, còn có thể thành công sao? Muốn đột phá là có thể thành công, không muốn thì thôi, không cần lại tiêu hao tâm thần của ta. Thân sắc của Trương Huyền thản nhiên. Dĩ nhiên là muốn, khẩn cầu Dương sư truyền thụ cho ta đột phá phương pháp. Làm gì có can đảm dám do dự, Thẩm Hồng lập tức quỳ gối. Cảm giác không thoải mái trước đó đã biến mất không thấy bóng dáng. Vừa rồi mới thông suốt sáng tỏ, cũng chỉ bởi vì không có cách nào có thể tự mình an ủi mình mà thôi. Có cơ hội đột phá, kẻ ngu si mới muốn tìm cái chết. Muốn sống thì rất là đơn giản, chỉ có điều... Đi vòng quanh Thẩm Hồng một vòng, Trương Huyền hình như đang quan sát cái gì. Hắn dừng bước, ánh mắt mang theo sự thâm thúy. Ngươi phải nghe lời ta, hoàn toàn dựa theo lời ta nói để làm. Không nên phản bác, không nên phản kháng. Bằng không, ta cũng không có cách nào có thể khiến cho ngươi thành công. Nói cách khác, bảo ngươi làm cái gì thì ngươi phải làm cái đó. Toàn lực phối hợp, không cần hỏi thăm. Cái này đơn giản là chuyện nhỏ mà thôi. Con tưởng rằng chuyện phức tạp tới mức nào, nghe được dễ dàng như vậy, Thẩm Hồng liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Trước đây, thời điểm lão sư dạy dỗ tu luyện cũng không phải như vậy sao? Cho là chuyện nhỏ, hắn không thèm quan tâm.
Vừa mới nói, hắn cũng nhìn được đám người Thẩm Truy bệ hạ và ba danh sư nhìn qua. Mỗi một người đều đầy vẻ thông cảm. Không thông cảm cũng không được, vị dương sư này bẫy người không đền mạng, còn chưa bắt đầu trị liệu khiến ngươi mở miệng đáp ứng, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết khẳng định không phải là chuyện tốt. Sao vậy? Thấy loại ánh mắt này, Thẩm Hồng kỳ quái. Hai ngày nay hắn đều nửa sống nửa chết, cũng không biết điển cố trang sư đột phá, còn lấy vấn đề của mình ra nói. Không có gì. Cố nén kích động muốn mở miệng, Thẩm Truy bệ hạ che chắn. Thủ đoạn kỳ lạ của Dương Sư hắn xem như đã thấy qua, xem ra vị lão tổ này nhà mình sẽ giống như Trang Sư, sắp bị tàn phá. Đồng ý là tốt rồi. Thẩm Truy bệ hạ, đi tìm vũ cơ trong cung tới đây, cần người có vóng dáng thật là đẹp. Thấy hắn đồng ý, Trương Nguyên gật gật đầu, bàn tay vẫy một cái, vẻ mặt chính khí. Vũ cơ? Trên đầu Thẩm Truy bệ hạ và ba danh sư dâng lên dấu hỏi. Vũ cơ chỉ biết khiêu vũ, căn bản không có tu vi gì, tìm các nàng tới làm cái mẹ gì? Các nàng qua là có thể khiến cho Thẩm Hồng đột phá sao? Hơn nữa cần có người vóc dáng đẹp. Ta tại sao lại nghe lời này, không giống như đang chữa bệnh vậy? Vâng. Trong lòng kỳ quái, Thẩm Truy bệ hạ lại biết trí tuệ của Dương Sư. Người như hắn không thể hiểu được. Hắn không có quá nhiều do dự, xoay người phân phó. Động tác của Vương Cung rất là nhanh, thời gian mười mấy lần hít thở, mười mấy vũ cơ dáng người cao giáo, xinh đẹp động lòng người đi đến. Tuy rằng so với đám người Trầm Bích Như còn xa mới bằng được, nhưng cũng là mỹ nữ trăm người mới có một. Động tác, tư thái, cử động đều khiến người ta đặc biệt hưởng thụ. Dương Sư, ngươi xem những người này có được hay không? Không sai, chỉ là y phục mặc có hơi nhiều, bỏ tất cả những ống tay này ra đi. Trương Huyền tiếp tục phân phó. Mặc quá nhiều quần áo. Sắc mặt ba vị danh sư càng thêm cổ quái. Tìm vũ cơ, cởi quần áo, con mẹ nó, đây là hỗ trợ đột phá hay sao? Thế nào lại có cảm giác đang đi dạo trong ki viện, lựa chọn nữ nhân trong lòng? Nếu không phải một lòng muốn xem hắn rốt cuộc sử dụng thủ đoạn gì, sợ rằng bọn họ cũng đợi không nổi nữa. Trước đó đã đoán được thủ đoạn của hắn không chính thống, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới lại không chính thống như thế. Danh sư người ta lợi hại đều cực kỳ nghiêm túc, nói năng rất là thận trọng, thủ đoạn đều quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính. Ngươi thì hay rồi, cứu người cũng giống như là đi dạo ki viện. Tuy rằng còn không biết hắn muốn làm gì, nhưng mấy người đã có dự cảm không lành. Những vũ cơ này đều là vương cung ngự dụng, đừng nói cởi quần áo, cho dù làm những chuyện khác cũng sẽ không chút do dự. Nghe được phân phó, chỉ mấy hơi thở, bọn họ loại bỏ trường sam bên ngoài, tất cả tháo bỏ, lưu lại áo lót bó sát người. Cảnh xuân rất là vô hạn nha. Được rồi, Thẩm Truy bệ hạ, ngươi lại giúp ta chuẩn bị vài thứ. Trương Huyền xoay đầu lại, hạ giọng lặng lẽ phân phó. Dương Sư cần gì cứ nói thẳng ra là được. Cái gì? Nói được phân nửa, lời nói thoáng cái bị dừng lại. Thẩm Truy bệ hạ giống như là bị người bóp lấy cổ, mắt trợn tròn, thiếu chút nữa thì điên mất. Dương Sư, nếu như người có hứng thú, muốn bao nhiêu, ta cho người đưa tới phủ đệ của người bấy nhiêu. Ở chỗ này, quả thật không tốt lắm đi. Không cần phải nói nhảm nhiều như vậy làm gì, nhanh lên đi. Trương Huyền một cước đạp tới. Vâng. Vẻ mặt buồn bã giống như đưa đám, Thẩm Truy đi an bài. Trong ba vị danh sư, Lưu Lăng có thực lực mạnh nhất. Hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, vẫn bị hắn nghe được. Hắn cũng thoáng lảo đảo, trước mắt hiện ra sào đen. Hắn bảo Thẩm Truy bệ hạ làm gì? Nhìn vẻ mặt của hắn, biết chắc đã nghe được cái gì. Trang Hiền Trịnh Phi không nhịn được hỏi. Hắn bảo Thẩm Truy bệ hạ đi tìm một thứ. Vẻ mặt Lưu Lăng vơ mộng. Thứ? Là thứ gì khiến cho Thẩm Truy chấn động kinh ngạc như thế? Là Xuân Dược. Xuân Dược? Trang Hiền, Trịnh Phi đầu tiên là sửng sốt, ngay lập tức đồng tử mỗi người trở nên trợn tròn. Cái con mẹ nó, đã sớm đoán được cái phương pháp của Dương Sư này không phải tốt lành gì. Nghe được thứ này, bọn họ đều không nhịn được nữa, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Thật đúng như bọn họ đã suy đoán, bẫy chết người không đền mạng. Giúp người đột phá, đã thấy qua cần thuốc bổ, cần đan dược, cần linh bảo, cần bí tịch.
nhưng vừa mở miệng đòi sơn dược, bọn họ thật đúng là lần đầu nghe được, lần đầu tiên nghe thấy. Tìm Vũ Cơ, cởi quần áo, sau đó tìm thư này, làm thật sự triệt để nha. Đại ca, người đây là giúp người ta đột phá hay giúp người lớn bảo vệ sức khỏe? Ba người lại nhìn về phía Thẩm Hồng cách đó không xa, hoàn toàn không hay biết gì cả, tràn ngập sự thông cảm. Ngày hôm qua, Trang Sư bị bao tải, bịt kín, đánh ngoan độc một trận, chí ít danh tiết vẫn còn. Thật sự bởi vì đột phá, ở trước mặt mọi người làm ra chuyện đồi phong bại tục gì, còn không một hơi không thế được, lập tức mà chết đi. Thời điểm mấy người đầy suy sụp, thậm chí bệ hạ đã sai người tìm tới một cái bình ngọc chứa đầy thuốc dược chế tạo bên trong. Trong hậu cung 3.000 mỹ nữ, hắn không thể ngoại lệ, mấy thứ này tìm ra được cũng không phức tạp. Nuốt vào. Cầm bình ngọc trong tay, Trung Huyền đi tới trước mặt Thẩm Hồng. Vâng. Thẩm Hồng lão tổ cũng không biết bên trong chứa cái gì, trên mặt đầy tín nhiệm và sùng bái, tiếp nhận bình ngọc, không chút do dự nuốt thuốc xuống. Nhìn động tác sảng khoái như vậy, ba vị danh sư, thậm chí bệ hạ lông mày giật giật mạnh. Được rồi, giờ đi cùng các nàng khiêu vũ. Thấy hắn uống thuốc xong, Trương Nguyên thỏa mãn gật đầu. Khiêu vũ? Thẩm Hồng sửng sốt. Hắn là một lão đầu, cùng những nữ tử như hoa như ngọc này khiêu vũ. Khiêu vũ cái gì? Mấu chốt là các nàng mặc ít như vậy, nếu thật sự qua, rất dễ là va chạm ma sát nha. Trong lòng hắn đang dầu dĩ, lại cảm thấy trong cơ thể có một cảm giác khô nóng từ dưới bụng sinh ra. Hắn lại nhìn về phía mười mấy người vũ cơ phía trước, không ngờ phát sinh một chút kích động. Tăng 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 tăng. Kích động này càng lúc càng mạnh liệt, rất nhanh lại không nhịn được nữa. Không thể không nói, thậm chí bệ hạ tìm tới thuốc này rất là lợi hại, tốc độ thiêu đốt cũng rất là nhanh. Mấy hơi thở qua đi, hai mắt Thẩm Hồng đã ửng đỏ, có phần không nhịn được. Ăn loại thuốc này vào, cho dù không mấy quyến rũ, cũng khó có thể chịu được. Hiện tại trước mắt hắn xuất hiện nhiều nữ tử trẻ tuổi như hoa như ngọc, xinh đẹp động lòng người. Hơn nữa quần áo lại đơn giản như vậy, hắn có thể nhịn được mới là lạ. Gào thét một tiếng, Thẩm Hồng lão tổ lại muốn tiến lên. Ngăn cản hắn, để cho những vũ nữ kia khiêu vũ trước mặt hắn, càng lẳng lơ càng tốt. Trương Huyền tiếp tục phân phó. Vâng. Trên đầu Thẩm Truy bệ hạ đổ đầy mồ hôi. Cái con mẹ nó, đây là biện pháp đột phá gì vậy? Ăn xuân dược lại chỉ có thể nhìn. Tăng 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 tăng. Rất nhiều vũ cơ nghe được phân phó, nhảy càng thêm thướt tha nhiều vẻ, càng lẳng lơ, càng kiều gợi. Dáng người kiều mị không ngừng uốn éo, làn da trắng như tuyết phản xạ ánh sáng, làm cho người ta có một loại cảm giác ôn hòa như ngọc. Nhất là động tác vừa lúc nắm lấy cái chỗ ngứa ngáy của nam nhân. Đừng nói Thẩm Hồng nuốt vào xuân dược, ngay cả ba đại danh sư nhìn thấy được cũng có chút mồ mùi khô khốc, trong lòng rất là ngứa ngáy nha. Đây là muốn giúp người đột phá sao? Vốn tưởng rằng bị trùm đầu đánh một trận khiến người ta đột phá ra đủ kỳ lạ, nằm mơ cũng không nghĩ tới điều này càng kỳ lạ hơn. Ba đại danh sư cũng sắp khóc. Nhìn thấy được cảnh này, bọn họ mới biết được mấy năm nay những lý luận, quy tắc của bọn họ học được đều muốn nổ tung. Thẩm Truy, người cho ta ăn cái gì? Cảm nhận được trên người có khí tức khô nóng không có cách nào phát ra, khiến cho hắn phát điên. Thẩm Hồng cuối cùng cũng cảm thấy được điểm không bình thường, không nhịn được mà rít gào. Là xuân dược. Thẩm Truy không thể làm gì khác hơn là theo thực tế mà trả lời. Xuân dược, ta làm nãi nãi của ngươi. Thẩm Hồng thoáng lảo đảo, đã thấy hãm hại phụ thân, hãm hại nương nương, nhưng chưa thấy hãm hại qua già già bao giờ. Cho ra gia ruột của mình dùng xuân dược, ta làm nãi nãi ngươi, ngươi muốn đùa chết ta sao? Thẩm Hồng cảm thấy trực tiếp phát điên rồi. Lão tổ, đừng có trách ta, là Dương sư muốn ta làm thế, ta cũng không có cách nào nha. Thẩm Truy bệ hạ cũng sắp khóc. Trước đó rót thuốc cho lão tổ, thiếu chút nữa khiến hắn chết, trong lòng đã có bóng ma, lúc này còn bị chửi cho máu chó đầy đầu. Ta đã ghẹo ai? Không phải muốn cho gia sống thêm một khoảng thời gian sao? Kết quả y tốt lại biến thành như vậy. Dương sư, hai mắt đỏ ngầu,
để nén sự nóng nảy trong lòng, Thẩm Hồng liếc mắt thoáng nhìn Trương Huyền cách đó không xa, thấy vẻ mặt hắn thản nhiên, không dính bụi trần. Hắn xoay đầu lại, một cái tát đánh vào mặt Thẩm Truy Bệ Hạ. Người thối lắm, Dương Sư đường đường là danh sư, chính trực cao thượng, làm sao có thể cho ta ăn cái thứ này? Còn dám đi hát nước bẩn lên người Dương Sư, người có tin hiện tại ta bóp chết người hay không? Thẩm Truy đầu đầy mồ hôi. Chính trực cao thượng, hắn chính trực ở chỗ mẹ nào? Vừa rồi không phải tát một cái đánh ra ra bất tỉnh sao? Còn hát nước bẩn, ta không nghe theo mệnh lệnh của hắn, dám cho ngươi ăn thứ này sao? Thẩm Truy Bệ Hạ oan uổng muốn nôn ra máu. Thẩm Truy Bệ Hạ ngẩng đầu nhìn lại về phía Dương Sư cách đó không xa, muốn để cho hắn giải thích vài câu, lại thấy người này đang chắp hai tay ở sau lưng, nhìn trách lên nóc nhà, bộ dạng nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, mọi việc đều không để ý tới. Hình như hắn đang nói, việc này là do ngươi làm, ta căn bản không biết nha. Thẩm Truy, ngươi là một tên tiểu súc sinh, mệt cho ta trước đây thương cho người như thế. Ây da, đừng, ta không nhịn được nữa, đừng có cản ta, chắn ta. Thẩm Hồng lão tổ mắng một câu, cũng lại không nhịn nổi được nữa. Giống như sói rú lên một tiếng, liền phóng về phía thân thể rất nhiều mỹ nữ đang uốn éo ở trước mắt. Nhưng còn chưa có xông lên được hai bước, hắn lại cảm thấy trên gáy tê rần. Bịch! Hắn nằm lên trên mặt đất, lại ngất đi. Ra tay vẫn là Trường Huyền. Nhìn thấy được lão tổ lại bị đánh ngất xỉu, Thẩm Truy Bệ Hạ thở phào nhẹ nhõm. Dương Sư, tiếp theo phải làm thế nào? Cứu cho hắn tỉnh lại, sau đó để cho những vũ cơ kia tiếp tục khiêu vũ ở trước mặt hắn. Trường Huyền phân phó. Tiếp tục. Môi Thẩm Truy Bệ Hạ run rẩy. À, đúng rồi, chờ cho hắn tỉnh lại, nói vừa rồi là người đánh hắn ngất xỉu. Còn nữa, một lát nữa khi nhìn thấy được hắn không khống chế được tâm tình, tiếp tục đánh ngất xỉu. Chỉ có điều, ngươi đừng ra tay, để cho ta tới. Đương nhiên, phải thừa nhận với hắn là người đánh. Trương Huyền nói. Đầu Thẩm Truy Bệ Hạ xuất hiện đầy dấu chấm hỏi. Làm cho tỉnh lại, lại đánh cho bất tỉnh nữa. Ngươi là bị nghiện, hay là muốn làm gì? Mấu chốt nhất chính là bảo ta thừa nhận ra tay. Cái con mẹ nhà nó. Thẩm Truy Bệ Hạ cảm thấy trong lòng phát điên, đang muốn cự tuyệt, lại thấy vẻ mặt Dương Sư đối diện nghiêm túc nhìn qua. Không nên cự tuyệt, chuyện này quan hệ đến việc cứu chữa cho lão tổ nhà các ngươi, không thể có chút sai lầm, bằng không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thẩm Truy Bệ Hạ lần này là khóc thật. Lão tổ, thật sự không phải là ta hãm hại lão tổ, thực sự là Dương Sư hãm hại ngài. Bên này, Thẩm Truy Bệ Hạ lần lượt cứu Thẩm Hồng tỉnh lại, lại lập tức đánh ngất xỉu, sau đó lại cứu tỉnh, lại đánh cho hôn mê. Lưu Lăng, Trang Hiền, Trịnh Phi ở một bên, mỗi người giống như vỡ mộng, cũng cảm thấy có chút phát điên. Lâu Sơ, người có kiến thức rộng rãi, có thể nhìn ra Dương Sư làm vậy là có thủ đoạn đột phá gì hay không? Nghẹn hồi lâu, Trang Hiền thật sự không nhịn được nữa. Ta cũng không nhìn ra được. Sắc mặt Lưu Sư nhất thời đỏ lên. Thủ đoạn đột phá? Đây là cái thủ đoạn đột phá cái lông gì à? Danh sư có mấy trăm đường pháp tắc, khiến người ta đột phá tuần hoàn mấy định luật lớn. Dường như không có một cái nào để người ta ăn xuân dược, rồi lại chỉ có được nhìn mỹ nữ thôi. Hơn nữa, càng ám hại phụ thân hơn chính là ăn thì thôi, còn cố ý tìm mỹ nữ mặc hở hang để cám dỗ, đợi tới khi không nhịn được lại đánh ngất xỉu. Ta thấy đây không phải là giúp người đột phá, mà là cố ý chỉnh hắn à. Đáng thương cho Thẩm Hồng cả đời uy danh, hiện tại lại giống như khách làng chơi tới kỹ viện, vừa tỉnh lại liền lao tới trên người mỹ nữ. Đột phá cái rắm ấy, ta thật cảm thấy đây có phải là cố ý chỉnh Thẩm Hồng hay không? Ta lớn như vậy, vẫn chưa từng nghe nói qua ăn xuân dược có thể ăn tới mức đột phá. Trịnh Phi lắc đầu, sắc mặt tái xanh. Đây là một trò khôi hài. Trịnh Phi lại tiếp tục nói. Lâu Sơ, ta thấy vẫn nên ra tay ngăn cản, nếu không tiếp tục như vậy nữa còn ra cái thế thống gì? Chuyện này... Lưu Lăng có chút do dự. Không có gì phải do dự nữa, ngươi nhìn Thẩm Hồng hiện tại đã hoàn toàn điên rồi. Một khi tin tức truyền đi, cho dù chết cũng sẽ chẳng còn bao nhiêu mặt mũi. Trịnh Phi bực bội nói. Nghe nói như thế, Lưu Lăng, Trang Hiền ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên nhìn thấy Thẩm Hồng ban đầu vẻ mặt nho nhã, lúc này giống như người điên,
dãy giụa lao về phía một nữ tử xinh đẹp. Trang phục trên thân hắn gần như đã bị xé rách, hai mắt đỏ ửng, toàn thân giống như con sói hoang phát điên. Nhưng Dương Sơ giúp ta đột phá cũng không thể tưởng tượng nổi, có thể cũng sử dụng phương pháp tương đồng hay không. Thật nhìn là không dễ nhìn, thế nhưng trên thực tế thật sự là vì tốt cho hắn. Khóe miệng Trang Hiền giật một cái. Người có phụ thân là Dương Sơ, tu luyện bảo thủ không chịu thay đổi, khiến cho người tức giận đột phá. Nhưng cái này đột phá thế nào, trước đó không nói có khả năng làm hay không, chỉ nói trạng thái thầm mộng hiện tại, cho dù chân khí đầy đủ cũng không đột phá nổi nha. Trịnh Phi nói. Tông sư là một cửa ải khó khăn nhất trong 9 tầng của võ giả, giống như là cá chép hóa rồng. Một khi đột phá có sức bay vọt về thể chất, vô số nhân vật thiên tài tuyệt đỉnh nắm giữ trạng thái tốt nhất và chân khí hùng hậu nhất cũng không có cách nào có thể thành công, cuối cùng bị vây khốn chết tại ở bước này. Thầm Hồng hiện tại một lòng muốn lao về phía mỹ nữ, từ lâu đã mất hết đi lý trí, làm sao mà có thể thành công. Không phải lúc này đây là đang nói đùa sao? Nếu kết quả là như vậy, mọi người cũng không cần tu luyện, đều đi chơi ký viện mấy ngày, chẳng phải sẽ biến thành tông sư sao? Điều này... Không có điều này điều kia nữa. Kìa, lâu sư, nhanh quyết định lên một chút. Ta có thể dùng tính mạng để đảm bảo, tiếp tục như vậy, Thẩm Hồng khẳng định không có cách nào có thể đột phá. Nếu thật sự có thể thành công, ta cắt đầu của ta xuống. Trịnh Phi nói lời chắc chắn. Âm âm! Hắn còn chưa có nói xong, đột nhiên cảm thấy một khí tức cường đại từ đó không xa truyền lại, nóng rực giống như là mặt trời thiêu đốt. Đây là cái gì? Các bạn đừng quên bấm like và chia sẻ giúp mình để kênh được biết đến rộng rãi hơn. Và hãy comment những góp ý của các bạn ở dưới phần bình luận để kênh được trở nên hoàn thiện hơn. Đặc biệt đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện vui vẻ. Mình xin chân thành cảm ơn. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Hồng lão tổ vừa rồi còn điên cuồng vô cùng, muốn lao về mỹ nữ phía trước mắt. Chẳng biết từ lúc nào đã giống như thánh nhân, khoanh chân ngồi dưới đất, khí tức trên người hắn lúc sáng lúc tắt, phun ra nuốt vào, cho người ta một loại cảm giác sâu như vực rộng dưới biển, lại không có vẻ suy nhược như trước, giống như người trẻ tuổi tản ra sinh lực mạnh mẽ. Ngay cả Thẩm Truy bệ hạ ở bên cạnh cũng đều bị lấn át. Võ giả bát trọng tông sư cảnh thật sự có thể đột phá? Trịnh Phi chỉ cảm thấy gương mặt của mình giống như bị người hung hăng tát một cái, hắn cũng sắp khóc. Vừa nói xong khẳng định không có cách nào có thể thành công, lại lập tức đột phá cho mình nhìn. An Xuân Dược đột phá tông sư cảnh, ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là thế nào? Không chỉ hắn có biểu tình như cha chết mẹ chết, Lưu Lăng, Trang Hiền ở một bên cũng há hốc miệng, dường như có thể nuốt cả vào một quả trứng vịt. Võ giả bát trọng tông sư cảnh và thông huyền cảnh có sự khác biệt về thể chất, trình độ sinh mạng cũng sẽ khác, tuổi thọ còn bởi vậy cũng được kéo dài. Tuổi thọ của võ giả bình thường 7-80 tuổi là cực hạn, đạt được tông sư cảnh, sống quá 100 cũng không thành vấn đề. Chính vì vậy, muốn đột phá khó khăn giống như là bước qua lạch trời. Từ việc những danh sư như bọn họ đều dừng lại ở nửa bước tông sư, cũng không có cách nào có thể thành công, cũng có thể thấy được độ khó ở trong đó. Tình hình của Thẩm Hồng, bọn họ vừa đến Thiên Huyền Vương Quốc lại đặc biệt quan sát, sức sống tan biến, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Cho dù chân khí đầy đủ, căn bản cũng không có khả năng có tinh lực để mà đột phá. Nằm mơ, bọn họ cũng không nghĩ tới, một cửa khó khăn nhất ở trong mắt bọn họ, tự nhiên bị vị dương sư trước mắt này dùng một bình thuốc lại giải quyết dễ dàng. Tương phản quá mãnh liệt khiến cho mấy người cảm thấy nhận thức của mình trước đó đều đổ nát. Thẩm Truy bệ hạ và ba sư đều có ý nghĩ giống nhau, cảm thấy vị Dương Huyền trước mắt này nhất định là cố ý chỉnh hắn. Dù thế nào cũng không nghĩ tới, lão tổ không ngờ thật sự thành công. Đây chính là tông sư cảnh thật sự. Cảm ơn Dương sư. Không biết qua bao lâu, Thẩm Hồng chợt đứng lên, hét dài một tiếng, tiếng như là rồng lớn. Hắn đi vài bước đến trước mặt Trương Huyền, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Bị dừng ở chỗ này nhiều năm như vậy, hắn vốn tưởng rằng mình chắc hẳn là phải chết, không thể nghi ngờ, cũng không thể có cơ hội nữa. Nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, không ngờ lại thành công đột phá. Thấy hắn quỳ gối trước mặt, Trương Huyền cũng không đi tới đỡ, chắp hai tay ở sau lưng, nhìn quanh một vòng, bước đi chậm rãi và thong thả. Thẩm Hồng,
là tuổi thọ đã hết, cơ năng của thân thể suy yếu đến cực hạn. Lúc này đối với mong muốn sống sót cũng không còn mãnh liệt nữa. Chính vì vậy hắn có khả năng nhìn thấu sinh tử, cảm thấy tử vong cũng không đáng sợ như vậy. Dưới tình huống này, bất kể là tâm cảnh hay là thân thể đều đã tới thời kỳ suy bại. Đừng nói là thuốc bổ, cho dù đan dược nhị phẩm, tam phẩm có lợi hại cũng không thể khiến cho hắn đột phá cửa ải khó khăn lớn nhất, trùng kích tông sư. Mọi người biết hắn thật sự đang giải thích cho hành vi vừa rồi, tất cả đều không dám thở mạnh, cẩn thận để lắng nghe. Cho nên, muốn khiến cho hắn tiếp tục sống sót, đầu tiên cho hắn lý do để sống sót, hơn nữa còn là lý do không thể cự tuyệt. Chỉ cần là nam nhân, bất cứ lúc nào cũng không có cách nào từ chối được nữ nhân trẻ tuổi, huống gì còn uống xuân dược. Dưới sự kích thích của xuân dược, cơ năng toàn thân xác định sẽ một lần nữa mà thiêu đốt, khôi phục lại thanh xuân. Loại tâm tình này, một khi tích lũy đầy đủ, muốn lại đột phá cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là công pháp hắn tu luyện. Nếu như ta nhìn không lầm, chắc là Liệt Dương Quyết. Nói đến đây, Trương Huyền nhìn qua. À, vâng. Thẩm Hồng gật đầu thừa nhận. Hắn tu luyện chính là Liệt Dương Quyết, công pháp lợi hại nhất của Thiên Huyền Vương Quốc. Loại công pháp này như mặt trời chói chang, dương khí trùng thiên là bí tịch hiếm có. Nam nhân tu luyện uy lực càng mạnh hơn. Dựa theo lẽ thường, cơ năng thân thể hắn đã đánh mất sạch sẽ, cho dù có thuốc trợ giúp cũng không có khả năng trở lại đỉnh phong. Nhưng nhiều năm tu luyện Liệt Dương Quyết, trong cơ thể tích góp vô số chân hỏa dương khí, lúc này trải qua thuốc dẫn phát, lại thêm mỹ nữ cầu dẫn, thật giống như là tia lửa thả vào trong dầu thùng, lập tức đốt lên lửa lớn cháy hừng hực. Tinh khí thần toàn thân tập trung ở một điểm, bắt đầu đột phá lên, muốn đột phá cũng không khó khăn. Giải thích xong, Trương Huyền đứng yên tĩnh tại chỗ, xung quanh lặng ngắt như tờ. Thật ra, hắn không nói ra cái điểm quan trọng nhất. Bất kể thuốc hay Liệt Dương Quyết cũng chỉ là một điểm đột phá, chuyện quan trọng nhất chính là hắn đập đối phương lúc hôn mê. Mỗi một lần động thủ, hắn lại rót chân khí của mình vào trong cơ thể đối phương, đả thông một chỗ rào cản kinh mạch bế tắc. Kinh mạch hoàn toàn thông suốt, lại thêm tâm tình kích phát tới cực điểm. Lúc này mới một lần hành động thành công, bước ra một bước cuối cùng. Đương nhiên, chân khí của hắn quá mức tinh thuần, thực lực cũng chỉ có ích huyệt cảnh. Muốn lừa dối đám người tôn cường rất là đơn giản. Nhưng nếu thật sự để cho Thẩm Hồng ý thức được, nhất định có thể nhìn ra được điểm gì đó. Cho nên, hắn mới cố ý để cho Thẩm Truy Bệ Hạ nói là hắn đánh đối phương bất tỉnh. Không phải hắn cố ý giả bộ làm người tốt. Về phần hiện tại, đối phương đột phá thành công, chân khí của mình cũng cùng đối phương hoàn toàn dung hợp, thật giống như là nước trong dung nhập nước đục. Con muốn tìm kiếm, có tìm cũng không thấy được nha. Điều này... Nghe giải thích xong, ba đại danh sư mỗi một người ngây ra như phỗng. Con mẹ nó, như vậy cũng được sao? Bọn họ đều là danh sư xuất thân chính quy, gặp qua không ít thủ đoạn giúp người đột phá, nhưng loại phương thức đột phá này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây cũng không phải là rời kinh phản đạo, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù nghĩ vỡ đầu, bọn họ cũng không nghĩ ra được. Uống thuốc uống tới đột phá, suy nghĩ một chút cũng choáng váng nha. Có rất nhiều loại đột phá, cứ bảo thủ tuân theo nếp cũ, rất nhiều tình huống là không thể thực hiện được. Làm danh sư cần phải không ngừng cân nhắc, mà không phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc. Trương Huyền khoát tay áo, cái bóng thon dài được kéo ra thật dài, toàn thân giống như là cường giả siêu cấp, không được người lý giải, tịch mịch không nói lên lời. Dương sư dạy phải. Ba đại danh sư đồng thời cung kính cúi đầu. Lúc này bọn họ bội phục vị dương sư này sát đất. Không bội phục cũng không được, quá là thần kỳ. Cho ăn loạn côn khiến trang sư nhiều năm không có cách nào đột phá, lại đột phá thành công. Tuy tiện điều chế ra thuốc độc, chỉ có độc sư mới có khả năng phối hợp. Rồi lại Thẩm Hồng uống xuân dược dẫn tới đột phá. Cho dù tận mắt nhìn thấy, bọn họ chỉ cảm thấy giống như nằm mơ. Thấy bọn họ lý giải, Trương Huyền gật gù. Hắn đang định từ biệt trở về phủ đệ, lại thấy có đôi mắt xuất hiện ở trước mặt, vẻ mặt ngượng ngùng và hưng phấn. Hắn lui về sau một bước, lúc này mới nhìn rõ, đó chính là Trịnh Phi trong ba danh sư. Vừa rồi hắn chất vấn vô cùng ngoan độc,
thậm chí mở miệng bảo đảm chỉ cần Thẩm Hồng có thể đột phá, hắn liền cắt bỏ đầu. Hiện tại hai mắt hắn lại tỏa sáng, giống như trúng giải thưởng lớn. Người đây là muốn làm gì? Trung Nguyên đầy cảnh giác. Dừng sờ, ta cũng dừng lại ở nơi bức tông sờ cắn, hiện không biết bao nhiêu năm. Hiện tại ta lại sẽ chuẩn bị thuốc cùng với lại mi nữa. Ta cũng muốn trồng kích tông sờ cắn một chút. Trong tay Trịnh Phi chẳng biết từ lúc nào đã cầm một cái bình ngọc, đổ ra đan dược bên trong, lại muốn nuốt vào. Trương Huyền, Thẩm Truy Bệ Hạ, Lưu Lăng và Trang Hiền đầu đầy mồ hôi. Trương Huyền vạn bất đắc dĩ, thật vất vả khuyên can đối phương. Mỗi người tu luyện công pháp khác nhau, tính cách khác nhau, tu vi khác nhau, phương pháp đột phá khẳng định cũng không giống nhau. Làm danh sư, Trịnh Phi khẳng định hiểu đạo lý này, nhưng hắn vẫn coi thường sức hấp dẫn của cảnh giới tông sư. Tuổi thọ gia tăng rất là lớn, chỉ riêng điều này là có thể khiến cho vô số người mất đi lý trí và sức phán đoán. Thật ra không chỉ Trịnh Phi động tâm, ngay cả ánh mắt Lưu Lăng, Trang Hiền nhìn về phía hắn cũng biến thành nóng như lửa. Ngay cả Thẩm Hồng sắp phải chết, vị dương sư này cũng có thể chỉ điểm đột phá. Bọn họ tinh lực tràn đầy, lại là danh sư, chẳng phải sẽ dễ dàng đột phá hơn sao? Nghĩ tới điểm này, ba vị danh sư mỗi người đều đánh sự chú ý, dự định cùng người trước mắt này làm tốt quan hệ, tranh thủ có thể để cho hắn hỗ trợ ra tay chỉ điểm một lần. Thấy bọn họ đều muốn để mình chỉ điểm, Trương Nguyên thấy da đầu tê dại. Hắn đang định từ biệt, lại thấy một tên hộ vệ từ bên ngoài đại điện đi đến. Hồi bẩm bệ hạ, hai vị lão sư Lục Tầm, Vương Siêu của Hồng Thiên Học Viện đang ở ngoài điện cầu kiến. Lúc này chúng tới đây làm gì? Thậm chí bệ hạ sửng sốt, lập tức gật đầu. Vậy để cho bọn họ vào đi. Hai vị lão sư sau kim này vô cùng có khả năng trở thành danh sư tương lai. Cho dù hắn là quốc vương, cũng không muốn tùy ý đắc tội. Huống gì hắn và trưởng bối của hai người lại có quan hệ cực sâu. Trương Huyền ở một bên cũng vô cùng sững sờ. Lục Tâm, Vương Siêu, hai người này không phải mới vừa muốn đến thăm hỏi mình sao? Thế nào lại chạy tới đây? Chẳng lẽ thời điểm mình rời khỏi phủ đệ bị bọn họ phát hiện đuổi theo qua đây? Cũng không có khả năng. Trong lòng nghi ngờ, bước chân đang muốn rời đi thì liền ngừng lại. Lục Tâm muốn cùng hắn đánh giá sư giả, trước chưa từng gặp qua, nếu đã đụng phải, vừa vặn cũng xem thử người này rốt cuộc có bộ dạng thế nào, lại có bản lĩnh gì. Thậm chí bệ hạ để cho rất nhiều vũ cơ lui ra ngoài, một lần nữa thu dọn đại sảnh một chút, bởi vì y phục của Thẩm Hồng đều bị xé nát, cũng không có tiện gặp người, cũng rời đi theo. Mấy người vừa mới ngồi vững đã thấy hai người thanh niên đi nhanh đến. Nhìn thấy rõ ràng tướng mạo của hai người, Trương Huyền nhướng mày. Không phải là hai kẻ ngốc ngày hôm qua gặp ở cổng học viện sao? Vẻ mặt cao ngạo xem thường kia là sao? Náo loạn nửa ngày, bọn họ chính là Lục Tầm và Vương Siêu trong lời đồn đại. Thảo nào trong ánh mắt mang theo sự khinh bỉ, sợ rằng đã nhận ra mình là ai. Lục Tầm, Vương Siêu, ra mắt bệ hạ, ra mắt Lưu Sơ, Trang Sơ, Trịnh Sơ. Hai người đồng thời ôm quyền. Thậm chí bệ hạ, bọn họ đã sớm gặp mặt, tất nhiên là nhận ra. Tuy rằng chưa thấy qua ba vị danh sư, lại ba người mặc trang phục danh sư, rất dễ dàng nhận. Về phần Trương Huyền ở bên cạnh, nhìn tư cách ăn mặc, mũ lông chồn rực rỡ, phong thái nông nổi, vừa nhìn chính là nhà giàu mới nổi. Bọn họ chỉ liếc mắt một cái, lại không tiếp tục để ý nữa. Lão sư Sao Kim cũng có kiêu ngạo của lão sư Sao Kim, không phải bất kỳ kẻ nào cũng sẽ hành lễ. Bọn họ một mực muốn qua thăm hỏi Dương Sư, nhưng trên thực tế chuyện từng thấy qua, cũng không biết người đang ngồi ở trước mắt này chính là Dương Sư. Hai vị lúc này tới tìm ta là vì chuyện gì? Thậm chí bệ hạ thấy hai người không để ý tới Dương Sư, có chút không vui. Muốn giới thiệu, lại thấy người này ra hiệu. Hắn không thể làm gì khác hơn là ngớt lời định ở trong miệng, nghi ngờ hỏi. Hai người chúng ta mạo muội đến đây, quả thật là có một yêu cầu quá đáng. Lục Tâm do dự một chút mở miệng nói. Chẳng là muốn mượn bệ hạ 300 vạn kim tệ. Vay tiền? Thậm chí bệ hạ cảm thấy kỳ quái. Dựa vào gia thế của hai người, còn cần mở miệng hỏi mình sao? Hơn nữa, mở miệng là 300 vạn, mượn nhiều tiền như vậy là muốn làm gì? Hai người chúng ta muốn thăm hỏi Dương Sư. Nói vậy bệ hạ cũng nghe được quy định, vào cửa lại cần giao nộp 300 vạn. Thấy hắn nghi ngờ, Lục Tâm cũng không che giấu, nói ra mục đích của mình. Số tiền này của chúng ta chỉ là mượn tạm. Chỉ cần có thể nhìn thấy được Dương Sư,
ta có tự tin có thể khiến cho hắn thu làm học đồ. Đến lúc đó 300 vạn khẳng định cũng sẽ được lấy về trả lại bệ hạ. Muốn bái kiến Dương Sứ. Nghe được mục đích của hắn, Thẩm Truy bệ hạ và ba danh sư nhìn nhau. Dương Sứ, ngươi muốn bái kiến đang ngồi ở cách đó không xa nha. Nhưng ngươi tự nhận là cao ngạo, ngay cả một chút lễ tiết cũng không làm được, có mắt mà không trồng. Như vậy lại còn muốn làm học đồ của hắn sao? Sắc mặt mọi người trở nên cổ quái, Trương Huyền lại ở một bên gãi đầu nhìn lại. Hắn thật sự có chút kỳ quái, người này không nên tự tin như vậy chứ, 300 vạn sẽ được trả về sao? Người xác định Dương Sơ sẽ thu người như vậy sao? Nếu chẳng may không thu nhận, vậy 300 vạn không lấy lại được, người lấy cái gì để trả? Đưa tay ngăn cản hành động của Thẩm Truy bệ hạ và ba danh sư muốn nói ra thân phận của mình, Trương Huyền không nhịn được hỏi lại. Lục Tâm ta ở Thiên Huyền Vương quốc có thể xông ra chút danh hiệu, chút tự tin này vẫn phải có. Về phần Dương Sư có thu nhận ta hay không, 300 vạn có thể lấy lại được hay không, không phiền tiên sinh quan tâm. Thấy bệ hạ và ba sư chưa từng mở miệng, một thương nhân đội mũ lông chồn rực rỡ đã hỏi thăm. Lục Tâm không nhịn được lông mày nhíu lại một cái. Đối phương có thể cùng ba danh sư, bệ hạ ngồi chung một chỗ, nói rõ địa vị không thấp. Chỉ có điều, Lục Tâm, hắn cũng có kiêu ngạo của mình. Không nói gia đình đế sư, chỉ nói tuổi trẻ liền trở thành lão sư sao kim nổi danh nhất Thiên Huyền Vương quốc. Hắn lại có tư cách, địa vị ngang hàng với một ít tộc trưởng của gia tộc lớn. Giống như trước, vương gia tộc trưởng Vương Hoàng, nhìn thấy hắn cũng muốn gọi một tiếng là Lục lão sư, không dám hoàn toàn giả vờ lớn. Người trước mắt này thì hay rồi, vừa nhìn chính là nhà giàu mới nổi, hoàn toàn không có chút phong độ nào. Cho dù có chút thân phận lại như thế nào đi chứ, ta cũng là Thẩm Truy bệ hạ đang nói chuyện, còn chưa tới phiên ngươi khoa chân múa tay bình luận thêm nha. Thấy hắn tự tin như vậy, ba đám người danh sư thiếu chút nữa bị nước bọt sặc. Ba người chúng ta là danh sư thật sự, cũng hoàn toàn không dám không cung kính. Ngươi chỉ là một lão sư sao kim, ngay cả học đồ cũng không bằng, vậy ra vẻ ta đây làm cái mẹ gì? Vậy ta không phải quan tâm, chẳng qua là cảm thấy một khi không đưa lại, tiền khẳng định không trả được. Đến lúc đó người làm sao nói chuyện được với bệ hạ, bán người cũng không đủ số tiền này nha. Trương Huyền lắc lắc đầu. Có lòng tốt nhắc nhở, lại bị đối phương nói như vậy, hắn thực sự cũng rất là bất đắc dĩ. Vị tiên sinh này, xin chú ý lời nói của mình. Lần này, Lục Tâm còn chưa mở miệng, Vương Siêu ở bên cạnh, mắt đã híp lại. Lục Tâm lão sư là lão sư sao kim đứng đầu Hồng Thiên Học Viện, là người sớm mai muộn cũng sẽ trở thành danh sư. Chỉ là 300 vạn kim tệ sẽ quỵt nợ sao? Đùa kiểu gì vậy? Nói không dễ nghe, số tiền này cho dù người khác muốn đưa qua cũng không nhất định thu. Ngươi cho rằng nhân tình của một danh sư sau này là dễ thiếu như vậy sao? Được rồi. Lục Tâm cắt ngang lời bằng hữu. Lưng ưỡn thẳng giống như một thanh thương, không tiếp tục để ý tới Trương Huyền nữa, lại ôm quyền nói với Thẩm Truy. Bệ hạ, Lục Tâm ta là loại người thế nào, ngài cũng biết. Cho dù Dương Sư không đưa lại số tiền này, chỉ cần ta nguyện ý, cũng có sự tự tin trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ trả lại được. Số tiền này vẫn không đến mức khiến cho ta mất uy tín mà phải quỵt nợ. Lão sư sau kim tuy rằng không bằng danh sư, nhưng chỉ điểm cho người đột phá, chỉ điểm tu vi, vẫn có thể làm được. 300 vạn mặc dù không lớn, chỉ cần nguyện ý, trong khoảng thời gian ngắn vẫn có thể kiếm được tiền. Điều này Thẩm Truy bệ hạ hơi do dự. 300 vạn kim tệ đối với một vương quốc mà nói không tính là gì cả. Sở dĩ hắn do dự là lo lắng chọc Dương Sư cách đó không xa mất hứng. Ta hình như nghe nói Dương Sư hiện tại đã không còn triệu kiến người ngoài, cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể gặp. Không để ý tới thái độ vô lễ của hai người, Trương Nguyên tiếp tục mở miệng. Người này là con trai của Lục Trầm đại sư, chạy đến nơi đây vay tiền, người kia nhất định là không biết, thế nào cũng phải khuyên can một chút. Tuy rằng phải cùng hắn tiến hành đánh giá sư giả, thuộc về quan hệ đối địch, nhưng chuyện nào ra chuyện đấy, Lục Tâm đại sư không ít lần giúp đỡ, con trai thì lại hồ đồ, làm trưởng bối vẫn có tư cách để mà nhắc nhở. Có thể gặp được hay không, đó là chuyện của bản thân ta. Về tiên sinh này, không cảm thấy có chút quá phận, quá quản quá rộng hay sao? Thấy người này vẫn không thức thời mở miệng, Lục Tâm cuối cùng có chút bất hứng. Ta vay tiền bệ hạ cũng không phải tìm ngươi, cho mượn hay không bệ hạ tự có phán đoán.
không cần ngươi ở nơi này phiền lòng. Nói xong, hắn vung ống tay áo. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Ta muốn vay tiền thẩm truy bệ hạ, hắn còn không ngăn cản, lại không phải là không trả nổi, lại còn nói rằng vay tiền không có tác dụng là có ý gì? Cho rằng Lục Tâm ta dễ khi dễ hay sao? Đường đường là lão sư Sao Kim, nếu như ngay cả một chút uy nghiêm, tính tình cũng không có, mặc cho người ta nói lung tung, sau này còn ở Thiên Huyền Vương quốc lan lộn thế nào? Lại nói trên đài ba danh sư vẫn lặng im để nhìn, nếu như nhìn thấy mình bị người khác chỉ trích, khum núm, ngay cả một câu cũng không dám nói, sau này có tư cách gì chung kích danh sư học đồ? Về tiên sinh này, không quan tâm người có thân phận gì, đây là cuộc nói chuyện giữa Lục Tâm và lão sư bệ hạ. Con nói xen vào, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mình quá nhiều chuyện hay sao? Vương Siêu cũng hử lạnh. Ngươi là ai? Không thấy được ba danh sư chưa từng mở miệng sao? Không nói lời nào sẽ chết sao? Nhiều chuyện. Trương Nguyên chỉ có lòng tốt khuyên can, không hy vọng đối phương tiêu tiền vô ích, không nghĩ tới còn bị khinh bỉ. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Thân phận dương sư này của hắn rất nhanh sẽ biến mất. Ngươi muốn trở thành học đồ của hắn, rất rõ ràng lại đánh sai chủ ý. Vốn tưởng rằng gặp mặt, nói thêm vài câu có thể đánh tan suy nghĩ của người này, nằm mơ cũng không nghĩ tới lòng tốt của mình lại bị xem thành lòng lang dạ thú. Đối phương không chỉ không cảm kích, còn nói mình thành lắm miệng, cái con mẹ nhà người. Chỉ có điều, cái loại thái độ này của đối phương cũng không có gì mà phải tức giận. Đổi lại thành mình, nếu như mình hỏi người khác vay tiền, chủ nhà không mở miệng, bên cạnh còn có người nói chen vào, khẳng định cũng sẽ mất hứng. Người tên là Lục Tâm đúng không? Trước khi tới, ta lại nghe nói qua tên của người. Ta cảm thấy Dương Hàn nói rất là đúng. Người chắc hẳn nên suy tính một chút. Trương Nguyên không để ý tới châm chọc của đối phương, lưu lăng lại thật sự không nhịn nổi nữa. Ban đầu, cảm nhận của hắn đối với Lục Tâm rất là tốt. Vẫn định kiểm tra một hồi sẽ thu làm học đồ. Không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt, lại nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Nói chuyện với Dương Sư như vậy, quả thực là vô pháp vô thiên. Không biết trời cao đất rộng, chốt thiện cảm duy nhất cũng lập tức bỏ sót không còn một chút nào. Cảm ơn lưu sư đã chỉ điểm, ta đã suy nghĩ kỹ. Nghe được lưu sư lên tiếng, Lục Tâm không dám ra vẻ ta đây, vội vàng ôm quyền. So với thái độ nói chuyện với Trường Huyền, hoàn toàn là hai thái độ. Thấy hắn không linh ngộ được ý của mình, lưu lăng lắc đầu không nói thêm nữa. Dương sư ngăn cản thậm chí bệ hạ nói ra thân phận rất là rõ ràng, không muốn để cho đối phương biết được. Đã như vậy, hắn cũng sẽ không lắm miệng nói ra. Có 300 vạn mà thôi, cũng đừng có nói là cho mượn hay không. Lục Trầm đại sư là sư phụ của ta, trực tiếp tặng cho người cũng không sao. Thấy Dương sư cũng không có ý trách tội, thậm chí bệ hạ yên lòng mở miệng nói. Số tiền này đối với một ít gia tộc lớn thì cũng không tính là gì cả. Một vương quốc tất nhiên lại càng xem thường. Làm con trai của lão sư, đừng nói là mượn, tặng không cũng không tính là gì cả. Vậy cảm ơn bệ hạ. Chỉ có điều nếu nói mượn thì đó chính là mượn, ân tình của người khác ta không muốn hưởng. Lục Tâm với bàn tay một cái, trên vẻ mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Đã xích mích cùng lão gia tử trong nhà, hắn là hắn, còn mình là mình, làm sao có thể chiếm tiện nghi của đối phương. Qua lấy 300 vạn kim tệ. Biết phụ tử bọn họ đang có chút mâu thuẫn, thậm chí bệ hạ cũng không nói gì thêm nữa, khoát tay nói với thái giám ở bên cạnh. Thái giám xoay người rời đi, thời gian không lâu, hắn cầm tới một sấp kim phiếu. Đa tạ bệ hạ, ta Lục Tâm rất nhanh sẽ trả lại, nói được thì sẽ làm được. Tiếp nhận kim phiếu, Lục Tâm lại ôm quyền. Được rồi, thậm chí bệ hạ xua xua tay. Có thể trả thì trả, không trả được thì cũng không sao, hắn cũng không quá đáng để ý. Hiện tại lão tổ đột phá, đạt được tông sư cảnh. Sau này thực lực một nước của Thiên Huyền Vương quốc khẳng định sẽ càng lúc càng cường đại. Một khi có thể thu hút được danh sư trấn thủ, chung kích vương quốc nhị đẳng cũng chưa biết chừng, chỉ là 300 vạn không tính là gì cả. Vậy Lục Tâm, Vương Siêu lại không quấy rầy bệ hạ nữa, tới biệt. Tiền tới tay, Lục Tâm không dừng lại, xoay người tính rời đi. Vừa đi được mấy bước, hắn ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Trường Huyền cách đó không xa. Ta không biết thân phận của ngươi là cái gì, có thể ở chỗ này cùng ba danh sư bệ hạ nghị sự chắc hẳn cũng không đơn giản. Chỉ có điều ta có một câu muốn nhắc nhở cho ngươi. Trương Nguyên nhìn qua, khi mà người khác nói chuyện với nhau tốt nhất không nên nói chen vào lung tung, làm như vậy làm cho người ta rất là chán ghét.
Lục Tâm vung cánh tay, thân sắc ngạo nghễ giống như là một đóa hoa không dính bụi. Thánh Khiết cao ngạo, dưới chân cũng không dừng lại, trực tiếp đi ra ngoài. Các bạn vừa nghe xong tập 33, mình xin chân thành cảm ơn.